Xin chào các bạn. Lúc này mình đang nhìn qua cửa sổ chiếc máy bay Airbus A350. Chiếc máy bay này đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất để trở về Hà Nội. Có thể nhìn thấy tháp kiểm soát không lưu của sân bay Tân Sơn Nhất từ đằng xa. Mình đi chuyến này một phần cũng là để trải nghiệm chiếc máy bay A350-900, chiếc máy bay lớn và hiện đại nhất mà Việt Nam đang sở hữu. Và chiếc máy bay mình đang ngồi có số hiệu VNA-897, là chiếc A350 thứ 12 về Việt Nam. Hiện tại cả 14 chiếc A350 Vietnam Airlines đặt hàng đã được giao đủ. Chiếc máy bay đang được xe lái dắt đẩy lùi ra đường lăn. Mình thường chọn chỗ ngồi để có thể quan sát toàn bộ cánh máy bay. Nhiều người sẽ không thích ngồi gần cánh máy bay vì gần động cơ sẽ ồn hơn. Tuy nhiên với những người yêu máy bay thì sẽ khác. Đây là vị trí có thể quan sát nhiều nhất các bộ phận bên ngoài của máy bay. Có thể nhìn thấy một chiếc Boeing 777 của EVA Air ở đằng xa. Quy trình đẩy lùi đã kết thúc. Máy bay đã sẵn sàng để chạy taxi ra đường băng. Cánh tà sau, flap của máy bay đang được hạ xuống. Ở vị trí này mình có thể nghe rõ cả âm thanh của hệ thống thủy lực. Phi công đã set xong flap. Mức flap có lẽ khoảng 30%. Máy bay đang chờ lệnh từ kiểm soát không lưu để khởi hành. Mình sẽ tua nhanh những đoạn thời gian chết nhé. Đã có lệnh khởi hành. Máy bay chuẩn bị chạy taxi ra đường băng. Máy bay đã bắt đầu chuyển bánh. Bầu trời sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt đầu nhiều mây. Mùa này ở đây hầu như chiều nào cũng có mưa. Mời các bác cùng nghe lời chào mừng của phi hành đoàn nhé. Chào quý khách, thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam, cơ trưởng Lê Hoàng Sơn, tiếp viên chủ Nguyễn Hải Nga và phi hành đoàn xin hân hạnh chào đón quý khách trên máy bay Airbus A350 chuyến bay mang số hiệu VN242 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Thời gian bay đến sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội dự định là 1:40. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay. Phi công chính là Lê Hoàng Sơn, người Việt nha các bác. Vietnam Airlines có đội ngũ phi công trẻ người Việt rất tài năng. Máy bay đang đi qua đằng sau chiếc Boeing 777. Mình đang quay phim bằng một chiếc camera hành trình nha các bác. Chiếc SG7 Star. Chiếc máy quay của mình không phát ra bất kỳ sóng điện từ nào, có thể ảnh hưởng đến liên lạc của phi công và ATC. Chiếc A350 đã vào vị trí cất cánh tại đường băng 25L.
Máy bay đã bắt đầu chạy đà để cất cánh. Mời các bác cùng ngắm cảnh sân bay Tân Sơn Nhất và thành phố Sài Gòn dưới cánh bay nhé. Máy bay đã bay vào một đám mây. Cảm ơn các bác đã xem video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại Sài Gòn.